Từ một sinh viên nghèo, hắn lột xác thành tay anh chị lọc lõi, cùng đường dây cho vay nặng lãi ngày một ăn nên làm ra. Xong, cái giá phải trả cho những năm tháng chôn vùi tuổi thanh xuân trong bẫy nợ chắc chắn không hề nhẹ. Ê, xe không em? Xe thôi, không? Xe thôi, ôm, chú xe ơi. Ôm. Yeah. Bỏ học giữa chừng, Đức xách ba lô theo tiếng gọi của tự do. Điều đã thôi thúc hắn từ trong tiềm thức, đã đưa hắn đến với những ngã rẽ, những va đập đầu đời, đã cho hắn nếm mùi cay đắng trong cuộc đời trước khi biết đến vị ngọt là thế nào. Nhưng hắn không sợ, bởi cái chất giang hồ đang chảy trong huyết quản cứ thôi thúc, khiến Đức cứng cáp, dám đứng lên chống chọi lại sự nghiệt ngã trong cuộc đua tranh giành giật lợi ích giữa cuộc sống đầy sóng gió. Và hắn biết, muốn sống ngẩng cao đầu thì chỉ có một cách duy nhất, đó là chiến thắng. Mẹ kia, với cái thằng nghèo kiết xác. Nhưng mà những đối tượng như có cái tính cách, những khí chất như của Đức thì các đối tượng thường là tự mình hành động một cách rất liều lạm, liều mĩnh. Cho nên là khi mà gặp các đối tượng đã ép buộc mình, đã dùng số đông để chiếm đoạt tài sản của mình, thì lúc ấy đối tượng này với bản chất của mình, khí chất của mình, tính cách ấy của mình, sự liều lĩnh và manh động đó, thì đối tượng không cần phải nhờ đến bất cứ ai mà tự mình hành động. Bỏ xuống. Hóa ra là mày à? Đuổi tận đây cơ. Em xin các anh, em ở Hải Phòng mới đến, em chẳng có gì đâu ạ. Ở quê mới lên mà lại cũng đuổi theo tao. Các anh ơi, em còn có mỗi mấy đồng để ăn bánh mì thôi. Các anh lấy em sống bằng gì ạ? Sinh viên à? Dạ. Nhưng em bị đuổi rồi ạ. Tại sao bị đuổi? Dạ, em đánh nhau ạ. Ái chà, đánh nhau cơ à? Dạ. Đánh giỏi phải không? Dạ. Đuổi cái tình con mày. Những cái đối tượng này mà gặp nhau thì bộc lộ rất rõ cái bản chất của mình, đó là liều lĩnh, lì lợm, máu ăn thua và tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Vậy cho nên là những cái vụ việc mà những trường hợp như thế này thường xảy ra xung đột lớn, và không ít trường hợp như thế này gây thương tích nặng, án mạng hoặc gây mất an ninh trật tự ở trên địa bàn. Cô ơi, cho cháu hỏi đường đến chợ Diêm Gỗ vậy ạ? Anh nhìn này này. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Bước chân giang hồ đưa Đức gặp gỡ lại cố nhân, người đã dìu dắt cho hắn công ăn việc làm khi đang lạ nước lạ cái, chân ướt chân ráo đặt chân lên thành phố, và cuối cùng trở thành nhân vật thân tín trong đường dây tín dụng đen của anh Đức. Anh Mạnh! Ờ Đức, sao mày lại ở đây? Em... Mặt mũi mày sao thế này? Có mấy thằng ở quê em ấy mà, không sao. Thôi được rồi, chờ tao một chút. Tao vào xin nghỉ rồi anh em ra làm cốc bia. Dạ vâng anh ơi. Nhưng trước khi phát triển công việc mới, miếng ăn hàng ngày vẫn là điều cần kíp hơn cả.
em bây giờ bị đuổi học rồi, cho nên mới mò lên đây kiếm ăn. Anh xem có cách gì thì bày cho em với. Bày cái gì? Mày thích việc nặng lương cao, đi bốc xếp với tao. Được ạ. Như anh em mình tập võ bao nhiêu năm trời, sức khỏe hơn người đúng là phù hợp với cái công việc này. Vâng ạ. Nào, uống đi. Như anh thì không nói làm gì, nhưng chúng mày cũng thuộc loại ăn học cẩn thận. Sao lại... Anh biết em đấy, cứ nóng lên là không kiềm chế được. Biết, nhưng lần này ra chợ phải kìm xuống cho tao. Đã, em sẽ cố gắng. Nào. Trong cuộc sống ấy, thì một cái tình cảm tự nhiên giữa con người với nhau ấy, thì người ta thường có một cái gắn kết về mặt cái tình cảm gia đình, dòng họ hoặc là quê hương, bản quán hoặc nghề nghiệp. Cho nên là trong những trường hợp mà người ta gặp nhau ở một cái thời điểm nó đặc biệt và khi có một cái liên kết tự nhiên, chẳng hạn như là đồng hương hoặc là đồng ngũ hoặc đồng môn hoặc như có những quan hệ xã hội nào đó, thì người ta thường dễ có một sự gần gũi và qua đó có cái sự liên kết về mặt tình cảm, liên kết về quan hệ, liên kết về công việc. Và trong trường hợp này cũng vậy, đối tượng Đức cũng đã được những người người ta đồng hương đã giới thiệu tạo điều kiện cho mình có một cái công ăn việc làm, dù nó ở cái địa bàn không phải là công ăn việc làm mang tính chuyên môn cao, nhưng nó có thể đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu việc làm và thu nhập cũng như ổn định bước đầu về đời sống. Ê đằng kia, thằng Út tao gọi mày đấy. Anh gọi em à? Mày biết tao là ai không? Em không biết anh ơi. Mày không biết tao sao nhìn mày cú núm thế? À, em hèn quen rồi anh ạ. Này, bình tĩnh. Vâng, anh yên tâm. Nó là em tôi. Em mày à? Thế nào đóng tiền chưa? Tiền gì anh ơi? Thôi nào, nó là người mới, hôm nay còn chưa được nhận tiền công cơ mà. Thôi được rồi, để tao nói với bà chủ, tiền lương tháng này tao sẽ thu, còn bắt đầu từ tháng sau nó mới được nhận tiền lương. Anh ơi, sao lại thế anh ơi? Mày không phải hỏi sao. Tưởng chừng sẽ được yên ổn, nhưng đám đầu gấu giật ba lô của Đức lúc trước lại xuất hiện. Còn đừng sửng cồ với tao, mày hiểu chưa? Chúng bảo kê cho các tiểu thương ngoài chợ. Thôi, chịu khó cho làm đi, nhá. Đức cũng không phải là ngoại lệ. Bình tĩnh, sau này quen nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Tuy nhiên với bản tính nổi loạn không dễ gì Đức chấp nhận để mấy tay giang hồ vặt ăn hiếp. Một lần nữa Đức lại phải dùng nắm đấm để bảo vệ mình và những quyền lợi tất yếu mà hắn xứng đáng có được từ công việc bốc vác nặng nhọc. Mấy thằng chúng mày hôm trước ăn đòn chưa đủ à? Sao mày lại biết bọn này? Hôm trước em vừa đập mấy thằng này xong. Thế thì chết thôi. Đi. Chúng ta biết là những đối tượng mà đã tổ chức trộm cắp, cướp giật, trấn lột tài sản, đây là những đối tượng cũng là có một cái bản chất xấu xa, bản chất liều lĩnh và có thường có hành động trái pháp luật. Cho nên những đối tượng này cũng không phải là dạng vừa, cũng rất là ngang tàng và manh động. À, mấy thằng ôn này nó tật với anh em mình cũng ra trò ấy nhỉ? À, em xin lỗi anh nhá. Lỗi phải gì, công việc này dễ kiếm, tìm đâu chả được. Nhưng mà chính vì kiếm đâu cũng được ấy, cho nên nó đuổi mình lúc nào cũng được. Em có buôn chuyện với mấy bà hàng khô ấy, các bà ấy nói nếu chịu khó đi xa mà gom hàng về chợ bán thì có lãi đấy anh ạ. Nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ, nhưng mình làm gì có vốn. Cái này ấy, em thấy là vốn ít,
mà lãi thì trong ngày. Thế ở đây không có chỗ nào cho vay nóng mà anh? Ừ, trước thì cũng có, đợt này bị công an dẹp hết rồi. Hình như chưa có chỗ nào làm. Thì tiền cũng không nhiều, chẳng lẽ lại về quê lấy. Tiền tàu xe rồi mất thời gian, tính ra lại trả bỏ. À, tao có chỗ này, đi theo ta. Với tính cách mà liều lĩnh, côn đồ, manh động và lì lợm, dù có một sự ổn định nào đó, nhưng khi gặp hoàn cảnh bất lợi, nhất là lại trực tiếp đối diện với những con người, những cái đối tượng mà đã từng có mâu thuẫn lớn, từng có sự tranh chấp, những xung đột đó chưa được giải quyết, và lại có thêm những cái mối tác động mới, những cái mối điều kiện mới nảy sinh, nó làm tăng thêm sự mâu thuẫn, nó tăng thêm sự kích động và khơi dậy cái sự thù hằn với nhau từ trước, thì những đối tượng này thường sẵn sàng lao vào nhau để giải quyết mâu thuẫn mà bất chấp hậu quả, có thể dẫn đến chết người, có thể dẫn đến thương tích, có thể dẫn hủy hoại tài sản, có thể dễ bị bắt vào tù. Nhưng các đối tượng không cần nghĩ đến, và lúc ấy tất cả chỉ co lại, đó là sự trả thù lẫn nhau. Lang bạt kiếm miếng cơm khó nhọc, Đức hiểu giá trị đồng tiền, chính vì thế khao khát làm giàu để thoát khỏi cuộc sống cùng cực luôn là động lực để hắn cố gắng. Song lực bất tòng tâm, Đức cuối cùng đành phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của người đồng hương, một tay cáo già trong giới tài chính tín dụng đen. Và chính thức từ đây, Đức bước chân vào giang hồ. Em chào anh ạ. À, bọn em chào anh ạ. Ngồi đi. Hai anh em uống gì? Dạ, em thôi anh ạ. Anh cứ kệ bọn em. Anh, em là Đức, em của anh Mạnh ạ. Đức ạ? Đức mới ra ngoài làm ăn hả em? Vâng, Đức là em của em, nó vừa ở xa đến. Thật sự bọn em cũng mới từ xa đến đây, đến bước đường cùng nên mới đến tìm anh, mong anh giúp bọn em. Bước đường cùng mới đến nhờ anh ạ? À không, ý em là... Anh em ra ngoài, cùng quê ra ngoài làm ăn thì phải dựa vào nhau. Đáng lẽ ra lúc đến đây chú phải tìm đến anh ngay từ đầu mới đúng, đến tinh thần anh em tất cả. Tuyệt đại đa số hoạt động của tội phạm đều nhằm đến cái mục đích cuối cùng là lợi ích, lợi nhuận, mục đích kinh tế. Và với cái bản chất côn đồ, bản chất lưu manh thì dù có được tạo điều kiện đến đâu và không được kiềm chế thì cái máu tham, các cái thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để tạo ra lợi nhuận lớn hơn, kể cả những người mà có thể có quan hệ làm ăn với họ, và kể cả những đối tượng mà có thù oán và mâu thuẫn tranh chấp với họ, kể cả những người đã giúp đỡ họ. Nói, cần bao tiền? 10 triệu đúng không? Có phải 20 triệu chắc anh? Bọn em cũng làm ăn nhỏ lẻ, chưa cần nhiều vốn. Anh cho em vay 200 triệu á? 200 triệu thì làm ăn được gì? Anh cho chú vay 300. Ê, anh... Anh ơi, mà em cảm ơn anh. Chắc chắn chúng em sẽ gửi anh đúng không? Được rồi. Em cảm ơn anh. Bọn em cảm ơn anh. Hai anh em đi việc đi. Em chào anh. Mở rộng các quan hệ, lợi dụng các quan hệ, đồng thời là che giấu cái âm mưu của mình, che giấu mục đích của mình, để có được một cái vị trí, để có được một cái địa bàn, để có được cái môi trường thuận lợi qua đó và thực hiện cái hành vi trái pháp luật của mình một cách an toàn nhất, hiệu quả nhất. Vì vậy, mọi thủ đoạn dù là tàn bạo, dù là dã man, hoặc là bất chấp nghĩa tình, bất chấp đạo đức, các đối tượng đều có thể sử dụng.
Những đối tượng càng có sự hiểu biết rộng, càng có cái quá trình phạm tội dài, thì chúng càng có kinh nghiệm trong việc đạt được cái mục đích trái pháp luật của mình. Anh ấy, anh bị cái nó thật thà quá. Em mà không cản anh kịp ý, anh là nói ra 20 triệu rồi. Mà ông này ông làm gì mà ông ấy tốt thế nhở? Anh nói cho chú nghe, ông này chỉ kinh doanh nhà hàng khách sạn thôi, không phải như mấy gã lưu manh mà chú đánh đâu. Anh em mình không dây được đâu. Thật ra ấy, em không định qua mặt ông ý. Có nhiều tiền thì mình lại làm cái khác. Thế chú định làm gì mà vay nhiều tiền thế? Anh em mình buôn đồ khô, đâu cần nhiều tiền thế. Ít tiền thì mình mới phải đi buôn đồ khô. Nếu có nhiều tiền thì mình lại làm cái khác. Đâu nhất thiết phải như thế. Thế chú định làm gì? Anh có nhớ anh nói với em là khu này không có thằng nào cho vay lãi ngày không? Ừ. Không thằng nào làm thì anh em mình làm. Được không? Không quan trọng là được hay không, quan trọng là mình có dám làm hay không. Anh dám không? Sao không dám? Có thế chứ. Tội phạm bao giờ cũng phát từ những cái hành vi nhỏ ban đầu. Và cái quá trình mà tham gia vào các vụ phạm tội thì các đối tượng thường tích lũy những cái kinh nghiệm, những cái phương thức, những thủ đoạn để tìm mọi cách mở rộng hoạt động, khẳng định vị thế, cái vai trò của mình trong giới giang hồ, đồng thời thu được nhiều lợi nhuận. Bởi vì hầu hết các đối tượng phạm tội thì đều muốn thể hiện vai trò anh chị, là ông trùm, muốn khẳng định vai trò ông trùm và khống chế tay chân. Cho nên là nhiều đối tượng ban đầu chỉ là những hành vi phạm tội nhỏ, nhưng không được rèn luyện, không được đấu tranh, không được xử lý kịp thời, và đối tượng lại trong quá trình đó trượt dài cho con đường tội lỗi, thì hình thành các đường dây tội phạm, như các băng tội phạm, các ổ tội phạm, các nhóm tội phạm, những đường dây tội phạm lớn. Và thậm chí có nhiều đối tượng là không chỉ dừng lại một loại tội phạm, tức là gây ra nhiều loại tội phạm khác nhau trên một địa bàn rất rộng, không chỉ trong một tỉnh, một huyện, một tỉnh, mà nhiều khi là liên tỉnh và thậm chí xuyên quốc gia. Nhận được sự hỗ trợ từ người đồng hương, một ông trùm cỡ bự trong giới tín dụng đen, Đức bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch như đã bàn với Mạnh. Để đảm bảo không thất thoát nguồn vốn cũng như ngăn chặn các băng nhóm khác chiếm lĩnh địa bàn, chóc lãi con nợ không từ thủ đoạn nào. Từ thuê giang hồ thanh toán, đánh dàn mặt đến việc đổ chất thải vào nhà các con nợ, việc làm ăn cứ thế ngày một lớn mạnh dưới sự tính toán, bày binh bố trận và hành động quyết liệt của Đức. Mới kiểm kê thì tổng là mình đã cho vay được 453 triệu. Khi đã có vốn trong tay, Đức cùng Mạnh nhanh chóng bắt tay vào công việc làm ăn. Việc buôn tiền chưa bao giờ lại dễ dàng và thành công đến vậy. Khách hàng đến với Đức mỗi ngày một đông, đủ các thành phần và tất nhiên không thiếu những kẻ cơ hội, những con kền kền bù lấy miếng mồi béo bở. 100 triệu để vốn để quay vòng. Đà này thì chỉ vài hôm nữa hết tiền cho vay anh ạ. Căng nhỉ. Anh không nghĩ lại cần nhiều vốn đến như thế. Em nghĩ bây giờ để giải quyết vấn đề vốn ấy thì mình có hai phương án như thế này. Hoặc là đi vay thêm. Hai là phải thanh lý nhanh được những cái nợ cũ. Nếu vay thêm thì thôi, anh ngại lắm. Hay mình
bán nốt chỗ đồ mà khách còn cầm. Bán gấp như thế em sợ không được giá. Có khi mình phải kiếm cái đường dây tiêu thụ cái hàng này ổn định. Tìm đâu ra nguồn tiêu thụ bây giờ? Các phương thức thủ đoạn của tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen ấy, luôn luôn có sự biến hóa, thay đổi thường xuyên để thích nghi với hoàn cảnh cụ thể. Chúng có thể tạo ra rất nhiều yêu cầu thuận lợi với từng đối tượng cụ thể, với sinh viên khác, với nông dân khác, với cán bộ nhân viên khác, những người có nhu cầu lớn khác. Đồng thời ấy, là chúng có thể thay đổi cả về lãi suất. Có những đối tượng không cần phải quá lãi suất quá cao, bởi vì như vậy sẽ bị lộ, sẽ bị phản ánh, sẽ phát hiện, sẽ bị xử lý. Chúng có thể thay đổi rất nhanh chóng. Để làm sao? Với mục tiêu cao nhất là gì? Che giấu được hành vi tội phạm, cho vay được để có lợi nhuận càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn là trong phạm vi an toàn mà có thể cho phép. Và đồng thời các đối tượng cũng nhằm vào thay đổi phương thức bằng cách là chúng đưa ra một cái lãi suất có thể chấp nhận được, mặc dù vẫn là lãi suất cao, nhưng có thể thu hồi được, đảm bảo cho người vay có đủ, có khả năng được trả cả gốc và lãi. Cho nên đây là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, biến hóa khôn lường và thay đổi thường xuyên, thay đổi theo thời gian, thay đổi theo đối tượng, thay đổi theo hoàn cảnh. 37 triệu. Em mới kiểm kê thì tổng là mình đã cho vay được 453 triệu. Khi đã có vốn trong tay, Đức cùng Mạnh nhanh chóng bắt tay vào công việc làm ăn. Việc buôn tiền chưa bao giờ lại dễ dàng và thành công đến vậy. Khách hàng đến với Đức mỗi ngày một đông, đủ các thành phần, và tất nhiên không thiếu những kẻ cơ hội, những con kền kền bu lấy miếng mồi béo bở. 100 triệu để vốn để quay vòng. Đà này thì chỉ vài hôm nữa hết tiền cho vay anh ạ. Căng nhỉ. Anh không nghĩ lại cần nhiều vốn đến như thế. Em nghĩ bây giờ để giải quyết vấn đề vốn ấy, thì mình có hai phương án như thế này. Hoặc là đi vay thêm, hai là phải thanh lý nhanh những cái nợ cũ. Nếu vay thêm thì thôi, anh ngại lắm. Hay mình bán nốt chỗ đồ mà khách còn cầm. Bán gấp như thế em sợ không được giá. Có khi mình phải kiếm cái đường dây tiêu thụ cái hàng này ổn định. Tìm đâu ra nguồn tiêu thụ bây giờ? Em cần gì? Anh nhà mình cầm sổ đỏ. Sổ đỏ như thế nào? Đây. Đây anh em. Sổ đỏ tên ai? Tên mẹ em. Có gì để chứng minh không? Trong đây có giấy khai sinh đây. Hiện tại em đang thiếu 200. Anh nói như thế này nhé. Sổ đỏ không phải do mẹ em cầm đến. Nếu mà nói ra thì cũng không có giá trị gì cả. Mà anh chỉ giữ lại để làm bằng thôi, chú hiểu không? Mà anh có thể gửi cho chú 100 là tối đa. 100 á? Chắc không đủ anh ạ. 120 hết mức. Còn nếu mà chú tìm được chỗ nào trả cao hơn thì cứ đến đấy. Thôi rồi, 120 cũng được. Thế thì làm hợp đồng thôi nhỉ? Viết thông tin bên vay vào đấy, tên của... Đây anh ơi.
Đùa của anh ạ. Chú thấy sao? Nhìn sổ dại lắm. Mà tại sao chú lại cho nó vay? Anh khỏi cần phải kiểm tra. Giấy tờ giả chắc luôn. Em chơi với mấy thằng làm giấy tờ giả ở Hà Nội, em biết mà. Thế lôi nó ra, cho nó một trận. Anh cứ bình tĩnh. Nghe em nói này, anh có biết tại sao anh em mình bị đọng vốn không? Người ta cầm đồ đến không chủ được, anh em mình cũng không thanh lý được. Hơn nữa, mình cầm tài sản của người ta rồi, cũng không có cớ gì để đòi tiền hết. Đúng rồi, cái anh em mình thiếu là thiếu một cái cớ. Mà thằng này, nó đã mang đến cho anh em mình một cái cớ đây này. Nó dám mang giấy tờ giả đến cầm, anh em mình sẽ thu được cả vốn lẫn lãi, đòi cả cái chi phí phải đi đòi nợ, thậm chí nó phải bồi thường về tinh thần cho anh em mình nữa cơ. Hay. Các đối tượng này thường tạo ra các điều kiện hết sức dễ dàng, chứ chỉ cần một tờ giấy tờ viết tay, chỉ cần một cái chứng minh nhân dân, một thẻ thành sinh viên hoặc một cái bằng lái xe, vân vân, thì đều có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay lập tức. Và điều ấy đã làm nhiều người cảm thấy mất cảnh giác và sẵn sàng vay một khoản tiền với lãi suất rất cao. Và khi các đối tượng cho vay như vậy thì thường chúng đưa các ràng buộc bao giờ có lợi cho đối tượng đó, nắm là gốc. Người đi vay ấy, họ không tỉnh táo để nhận ra rằng với lãi suất như vậy thì liệu họ có khả năng, có đủ điều kiện để đáp ứng trả lại cả gốc và lãi cho người, cho đối tượng cho vay không. Bởi vì với lãi suất như vậy, họ có đủ trả, cái phương án sản xuất của họ, cái kinh doanh của họ, cái nhu cầu của họ có đủ điều kiện để đáp ứng cái việc trả lãi suất cực kỳ cao đó không. Thì rất nhiều người không đặt ra, mà chỉ cần nghĩ cái việc thỏa mãn nhu cầu trước mắt. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Chuyện làm ăn không hẳn chỉ có những điều tốt đẹp. Đức cũng không ngoại lệ, bởi công việc của hắn không chỉ là buôn tiền, mà thực chất hắn đang cắt cổ khách hàng, bòn rút đến tận xương tủy bằng phần trăm lãi ngày cao ngất ngưởng. Và một chiến lược mới được vẽ ra nhằm đảm bảo tận thu lợi nhuận, bảo toàn vốn liếng đã được Đức tính toán kỹ lưỡng. Liên minh ma quỷ chính thức hình thành trên bàn nhậu. Có thể nói là hết tình hết nghĩa đi. Đến hôm nay các chú đến đây nói là đi lừa hết cả vốn. Bị lừa là việc của các chú, nhưng vốn của anh thì không mất được. Anh có làm gì đâu mà mất, phải không? Vâng. Dạ anh Tiến, bọn em đội ơn anh rất là nhiều, cho nên bọn em đến đây để nói với anh rằng tiền của anh không mất đi đâu được cả. Tất nhiên là không thể mất được. Dạ, tiền của anh bọn em sẽ đòi về đầy đủ cả. Không những thế, hôm nay chúng em đến đây là muốn thưa với anh một mối làm ăn. Nói đi. Chỗ tiền đấy thì chắc chắn là chúng em sẽ chắc rồi. Tuy nhiên, việc làm ăn đang tốt, chúng em muốn mở rộng địa bàn ra gấp 10 lần. Nhưng mở rộng thị trường ra thì em và anh Mạnh không đủ người, cũng không có đủ tiền. Cho nên bây giờ chúng em muốn hợp tác với anh. Sau này lợi nhuận anh hưởng 5 phần, anh Mạnh 3 phần, em chỉ 2 phần thôi. Cùng với nhau anh em mình nuốt trọn cả cái thành phố này. Có khí khái. Em mời anh. Xuống đi. Ăn đi. Dạ. Nhỡ cho nó vay không đòi được tiền thì sao? Dù có tìm ra nhà nó thì cũng chịu. Anh em mình còn đang đi theo nó cơ mà. Nếu mà mình thấy có gì không ổn ấy thì mình đuổi theo lột lại vẫn còn kịp. Và lại... Sao? Em khẳng định với anh, đây là con gà. Bởi vì dân lừa đảo chuyên nghiệp ấy không bao giờ mang giấy tờ giả đi lừa dân cầm đồ với cả ngân hàng cả. Bởi vì bọn nó là dân chuyên nghiệp rồi. Chỉ có những thằng ngu mới làm như thế này thôi. Em bảo đảm với anh, đây là cái loại mà túng quẫn làm liều. Theo anh, dạng người nào thì túng quẫn làm liều? Loại nợ ngập đầu à? Đúng rồi, thằng này chính là cái loại người đấy. Nhưng nó là loại nợ ngập đầu, sao mình còn cho nó vay? Người ta không đòi được, làm sao mình đòi được?
Ai nói với anh là người ta không đòi được? Chẳng phải nó cố lừa tiền anh em mình để mang về trả nợ đấy thôi. Ừ nhỉ. Cái khái niệm về túng quẫn ấy nó hết sức là tương đối. Em ví dụ với anh nhé. Nếu anh nợ chồng nợ chất, sắp đến ngày phải trả mà không có tiền thì anh có sợ không? Tao không cha không mẹ, không vợ không con. Người có mấy chục cân thịt đây, bán được đi đâu thì bán. Đấy. Đấy là cái điểm khác nhau giữa anh với cả nó đấy. Anh tứ cố vô thân, anh chả sợ gì cả. Nhưng cái thằng này nó vẫn phải cố mang tiền về trả nợ, chứng tỏ là nó vẫn còn cái gì đấy để sợ. Còn sợ, ví dụ như là nó có gia đình chẳng hạn, nó sợ mất. Cho nên là người ta đòi được, mình cũng đòi được. Nó sợ người ta, nó sẽ còn sợ mình hơn nữa cơ. Bởi vì anh em mình chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp? Đúng. Anh em mình chuyên nghiệp. Anh xem, về đến nhà nó rồi kìa. Nhà cửa cu cậu đàng hoàng quá nhỉ. Trong các nhóm nạn nhân của tội phạm tín dụng đen ấy, thì có một bộ phận không nhỏ, đấy là những người mà ham chơi cờ bạc, đề đóm, rượu chè, rồi là đua đòi, cần tiền đó, để thỏa mãn cái nhu cầu mà các đối tượng đó đang mong muốn, như là thua bạc, cần tiền để đánh bạc, cần tiền để ăn chơi, để mua sắm những cái phương tiện mà nó vượt quá khả năng thu nhập của họ để mà để giải quyết những mục đích khác. Để đảm bảo vòng quay bẫy nợ hoạt động trơn tru, Đức và Mạnh không từ bất cứ thủ đoạn nào nhằm kiểm soát nguồn lợi nhuận khổng lồ, kể cả việc bắt cóc con tin. Tay Marco tưởng chừng đã lừa được Đức và Mạnh khi cầm cố sổ đỏ giả đã bị tách vị. Và một màn ép lãi kinh hoàng đã diễn ra với kịch bản đã được cả hai chuẩn bị một cách hoàn hảo. Bởi không ai khác, bọn chúng chính là những con kền kền đích thực. Đưa nó lên xe. Các anh bắt nhầm người, em có làm gì đâu ạ. Bắt nhầm người à? Có phải mày đây không? Bây giờ thì mày nhớ chưa? Anh em nhớ rồi. Thằng con trai ngoan của bố mẹ, không muốn bố mẹ bị sốc, không muốn bố mẹ già phải oằn lưng làm trả nợ mình đúng không? Vâng ạ. Có hiểu lắm. Bọn anh thì rất tôn trọng chú, nhưng cái nào phải ra cái đấy em ạ. Em chưa hiểu ạ. Bao nhiêu nhỉ? 183 triệu cả gốc cả lãi, cộng với 30% công sức của anh em tao đuổi mày mấy hôm nay nữa là 234 triệu. Bích thì lẻ thế nhỉ? Tròn 300 đi. 300. Em mới vay có mấy tuần sao lại đã 300 rồi? Nghe chưa, 300. Dạ rồi, canh để em xoay ạ. Em xoay á? Hay là mày xoay lưng một cái mày lại lẩn luôn? Dạ không ạ, anh ơi, em không dám, anh còn cầm sổ đỏ cơ mà. Mày nói cái này á? Này, mày nghĩ bọn anh ngu lắm đúng không? Dạ không ạ. Bỏ 120 triệu ra để cầm về cái đống giấy lộn này á? Dạ không ạ. Để anh nói cho mày biết, anh ơi. Em chơi với mấy thằng làm giấy tờ giả ở Hà Nội, em biết mà. Nó dám mang giấy tờ giả đến cầm, anh em mình sẽ thu được cả vốn lẫn lãi, đòi cả cái chi phí phải đi đòi nợ. Thậm chí nó phải bồi thường cái tinh thần cho anh em mình nữa cơ. Hay. Giờ mày đã hiểu chưa thằng ngu? Bọn anh không những cho mày vay tiền, bọn anh còn đi theo mày về tận nhà.
Nhà mày ở số 4, ngõ chợ cầu đúng không? Nhà mày có 4 người, ông bà già, với cả ông anh đi làm ở Đài Loan chục năm nay chưa về nữa, đúng chưa? Vâng. Anh nói với chú này, anh hoàn toàn có thể mang đống giấy tờ giả này đến tận nhà, vứt xuống mặt bố mẹ chú. Em xin anh đừng làm thế, bố mẹ em. Hoặc là anh có thể mang đến công an để kiện chú. Anh vẫn đòi được nợ như thường. Em chết mất anh đừng, em xin anh ạ. Thì thế, anh mới nói anh muốn cho chú một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chú hiểu không? Vâng. Chưa? Em hiểu rồi. Rồi, té đi. Anh vẫn không hiểu tại sao chú không làm như những gì chú nói. Tại sao không trông nhà bố mẹ nó hoặc đưa nó lên công an? Ôi, làm thế thì làm gì anh? Thằng này nó nợ ngập đầu, nó do cờ bạc. Mà chó ấy, không bao giờ chừa được cái tật ăn cứt. Vài hôm nữa nó lại nợ ngập đầu thôi. Lúc đấy mình lại cho nó vay. Tại sao chú bảo chú cho nó cơ hội để làm lại cuộc đời cơ mà? Cho nó cơ hội để làm lại cục nợ to hơn. Chú mới là thằng ác ma. Như là một số học sinh sinh viên là thường tham gia cá độ bóng đá, đánh bài, rồi sử dụng ma túy hoặc là ăn chơi đua đòi. Cho nên là cần phải có tiền để vay. Và khi họ đã cần nhu cầu như vậy thì họ sẽ tìm đến tín dụng đen. Và tín dụng đen cũng luôn luôn tạo ra cái môi trường như vậy. Cho nên là sẵn sàng chỉ cần một thẻ sinh viên cũng có thể được vay tiền vào cái lãi suất cao như vậy. Và ở đây chúng ta cũng thấy một vấn đề là nhiều học sinh, sinh viên xa vào con đường tội lỗi cũng chính từ cái việc vay tín dụng đen. Ban đầu họ vay tiền để thỏa mãn cái nhu cầu có thật của họ, mà cái nhu cầu mà nó không chính đáng đó. Thì sau đó khi đã không trả nợ được, bị thúc ép, thì nhiều học sinh, nhiều sinh viên đã trở thành tội phạm. Đi trộm cắp, đi lừa đảo, đi cướp giật. Và thực tế chúng ta thấy đã có những sinh viên đi giết người chỉ vì cái việc là phải trả nợ cho tín dụng đen, cho hoạt động tín dụng đen. Bởi vì các đối tượng tín dụng gây sức ép tối đa. Hôm nay các chú đến đây có việc gì đấy? Chúng em có chút việc cần xin ý kiến của anh. Uống nước đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Có việc gì chú nói đi. Dạ, cái việc đi đòi nợ ấy, nó không phải là chỉ có đi đe dọa người ta. Việc đòi nợ, chúng ta cần phải hiểu được khách hàng của chúng ta, các con nợ ấy, họ sợ hãi điều gì, họ yêu quý điều gì, và họ có còn tiềm năng để vay của mình tiếp hay không, hay đã cạn kiệt rồi. Tất cả cái sự này nó cần một cái sự phân tích cực kỳ tinh tế và chuyên nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì các anh em đã nắm rất là vững cái nghiệp vụ đi thu nợ rồi, cho nên cái việc cho vay của anh em mình bây giờ cực kỳ an toàn. Tốt. Em muốn nói đến cái việc mở rộng thị trường anh ạ. Cả thành phố này có hàng mấy triệu dân, trong đó có hàng bao nhiêu con bạc, bao nhiêu người cần tiền để trả cho ngân hàng, bao nhiêu người cần tiền để trả lương cho nhân công, và làm thế nào để họ biết đến chúng ta. Anh em mình cần phải tiếp thị nhiều hơn nữa, phát tờ rơi này, rồi tiếp thị trên internet này, thậm chí là còn truyền miệng nhau nữa. Làm thế nào để mọi ngóc ngách trong thành phố này biết đến anh em mình. Và em thấy còn có một thị trường có tiềm năng cực kỳ lớn nữa. Thị trường nào? Thị trường người nghèo anh ạ. Người nghèo có nhu cầu á? Họ không có nhu cầu thì mình sẽ tạo ra nhu cầu cho họ. Được, chú nghiên cứu đi. Anh thấy cũng có tiềm năng đấy. Vâng anh. Khi liên minh cho vay nặng lãi của Tiến, Đức, Mạnh đã ổn định, đám đàn em cũng được chiêu mộ rầm rộ với mục đích duy nhất, đó là chóc cho được các con nợ bằng mọi cách trả tiền cho chúng. Không đồng nào thất thoát, không có ai là ngoại lệ, tất cả chỉ là con nợ khi đã chót cầm tiền của chúng.
Tuy nhiên, hoạt động của nhóm tín dụng đen do Đức cầm đầu không qua được tai mắt quần chúng nhân dân. Bởi các hành vi bắt cóc, đánh đập, siết nợ cho vay nặng lãi của bọn chúng đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các quyền bảo hộ công dân. Khi người vay đã vay được tiền thì các đối tượng phải tìm mọi cách để lấy được cả lãi, cả vốn cả lãi. Mà cái lãi suất rất cao như vậy, và thường phần lớn những người mà vay lãi suất cao như vậy thì thường mất khả năng chi trả. Bởi vì nó chồng lên, lãi suất nó chồng lên, cái số nợ càng ngày càng lớn lên thì cái khả năng trả nợ của người vay càng khó khăn. Vậy nên tâm lý phổ biến, cái thủ đoạn phổ biến của các đối tượng cho vay là áp lực tối đa nên người vay bằng mọi biện pháp, bằng mọi thủ đoạn. Đó là gì? Khống chế, đe dọa bằng điện thoại, đổ chất bẩn vào nhà, cho đối tượng côn đồ đến đe dọa, siết tài sản, rồi đưa quan tài đến nhà, đưa vòng hoa đến nhà, rồi là đưa lên mạng xã hội. Thậm chí là các đối tượng còn trực tiếp đến gây rứt, gây rối, đe dọa hàng ngày. Tên gì? Nguyễn Văn Giàu. 150.000. Tôi đã nhận đủ 150.000 nhé. Anh, tình hình thế nào chú? Từ ngày dẹp được mấy bọn linh tinh, em thấy là doanh số có vẻ tăng lên nhiều anh ạ. Hiện tại bọn em đang chăn dắt là 38 đứa. Tổng số tiền cho vay là gần 900 triệu. Tiền lãi mỗi ngày khoảng 20 triệu. Thế có thằng nào cụt vốn không? Có chứ anh, tất nhiên là có rồi. Điều rủi ro thì không thể tránh khỏi, nhưng bọn em vẫn đang cố gắng thu hồi vốn về một cách nhanh nhất. Được rồi, chả có con nợ nào mà bọn nó nói là bọn nó có tiền đâu. Cứ ép, phải ra mỡ hết mà. Đúng rồi anh ạ. Chúng tôi đã ghi chép đầy đủ lời khai của anh. Tôi sẽ cho người điều tra về vụ việc này. Vâng, bọn chúng rất hung hăng, không biết ngày mai thế nào. Anh cho tôi lên đồn, tôi sợ lắm rồi. Anh cứ yên tâm, từ nay trở đi, gia đình mình sẽ được an toàn. Chúng tôi sẽ chặt vòng vây. Nghĩa vụ bảo vệ người dân là trách nhiệm của chúng tôi. Thôi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chào anh. Vâng, cảm ơn anh. Phải trả giá cho những hành vi trái lương tâm, đạo đức là tất yếu đối với những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân. Đi! Chào các anh. Chúng tôi nhận được tin báo từ người dân, các anh hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Mời các anh về phòng làm việc. Mời các anh về. Trong đường khó khăn, họ cần phải dựa vào gia đình, người thân, cộng đồng xung quanh, các tổ chức và chính quyền địa phương để có thể giúp đỡ phần nào và giải quyết những khó khăn trước mắt. Họ cũng có thể tiếp cận các tổ chức tín dụng, qua đó có thể sẽ giúp cho họ có cách thức tư vấn về cách giải quyết, hỗ trợ về mặt kinh phí và ngăn ngừa những yếu tố rủi ro do các hoạt động tín dụng đen mang lại. Và qua đó họ sẽ hạn chế rơi vào cái bẫy của các tổ chức tín dụng đen. Và điều đó sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả đáng tiếc cho chính bản thân họ cũng như cho xã hội. Khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2018, anh Nguyễn Thanh Ngọc, 44 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đến công ty Bắc Nghĩa Cường để gặp Trần Mạnh Cường trả tiền lãi mà anh đã vay trước đó. Lấy lý do chậm trả lãi theo quy định, Cường bắt anh Ngọc trả hết tiền gốc và tiền phạt trả lãi chậm 8 triệu đồng, trong đó 5 triệu tiền gốc, 3 triệu tiền phạt. Cường ép anh Ngọc viết giấy cầm xe máy hiệu Vision của anh đang đi với giá 8 triệu đồng và yêu cầu đem đủ tiền lên mới trả lại xe. Chiều 6 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Mạnh Cường và Lê Minh Đức
cùng 24 tuổi, đều trú tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội để điều tra.